Quen nhìn Nhã Phương make up nhẹ, đến lúc họa mặt đậm không nhận ra, lột xác thành người khác. Trường Giang cũng phải trụy tim khi biết vợ anh đẹp đến mức này. Bao nhiêu năm trôi qua, Nhã Phương vẫn trung thành với hình ảnh thanh lịch, thuần khiết, mong manh dễ vỡ. Không thể phủ nhận style này rất phù hợp với mỹ nhân sinh năm 1990 và khiến danh hài hàng đầu showbiz Trường Giang mê mệt say đắm tới mức quyết rước về dinh cho bằng được. Tuy nhiên mới đây Ngọc Nữ, thế hệ mới, đã có màn lột xác ấn tượng qua bàn tay của phù thủy makeup trong giới, chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc. Hóa ra nhan sắc Nhã Phương hoàn toàn có thể trở nên ấn tượng, mới mẻ hơn nếu thay đổi layout, chứ không chỉ dừng lại ở mức hiền dịu trong trẻo thường thấy. Ngắm nghía loạt ảnh dưới đây của bà xã, chắc chắn Trường Giang cũng phải sững sờ, xen lẫn tự hào vì có cô vợ đẹp. Chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc họa mặt cho Nhã Phương theo chủ đề bốn mùa, son đỏ giúp gương mặt nữ diễn viên sắc sảo và sáng bừng. Nhã Phương và lần đầu thử nghiệm môi tều trông cũng khá cá tính, với kiểu trang điểm này trông cô đã bớt hiền đôi phần. Mới là tươi trẻ, khoe được hết những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Nhã Phương và gương mặt hoa cỏ mùa xuân. Lần hiếm hoi Nhã Phương thử nghiệm màu son đỏ chói tại sự kiện. Người đẹp trung thành với style makeup nhẹ nhàng trong vắt. Sang Mỹ bán hàng online, Hoàng Anh test son chuyên nghiệp, dài hẳn tông hồng cánh sen. Tư vấn cho khách cực nhiệt tình, ông chủ Hoàng Anh không ngại test thử tông son hồng cánh sen kinh điển. Giữa tháng 4 vừa qua, diễn viên Hoàng Anh bất ngờ tuyên bố tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật, rút khỏi showbiz để sang Mỹ định cư và đoàn tụ cùng vợ con. Trên trang cá nhân, tài tử tâm sự sau những bỡ ngỡ trong thời gian đầu đến xứ cờ hoa như việc chênh lệch múi giờ văn hóa. Gần đây, anh bắt đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Mới tập tành bán hàng như ông chủ Hoàng Anh cực nhiệt tình trong việc tư vấn cho khách, thậm chí nam diễn viên còn kiên nhẫn test thử màu son trên chính môi mình để chị em dễ hình dung. Hoàng Anh không ngừng ngại đánh son giúp khách hàng trải nghiệm màu sắc của sản phẩm. Đặc biệt, tài tử gạo nếp gạo tẻ còn tự mình thử ngay màu hồng cánh sen, tông son kinh điển khiến nhiều khán giả thích thú. Không thể phủ nhận vẻ ngoài thư sinh điển trai của Hoàng Anh. Ít nhiều phù hợp với gam màu nhẹ nhàng thanh lịch, nhưng rất trở nên xến xúa dùng sai cách này. Sở hữu làn da trắng và gương mặt đẹp, nam diễn viên được khen không bị lố khi đánh son hồng. Nhiều khách nữ tỏ ra hào hứng trước màn test son của ông chủ. Ngoài son phấn, shop đồ sách tay của Hoàng Anh còn bày bán nhiều mẫu nước hoa, nón mũ và túi sách. Tất cả sản phẩm đều được tài tử sinh năm 1986 tự tay chọn lựa, ra tận trung tâm thương mại đánh hàng. Mới kinh doanh song Hoàng Anh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Công việc trở thành niềm vui của anh chàng trong những ngày tới Mỹ. Gian rảnh rỗi, Hoàng Anh diện trang phục giản dị, trồng cây dọn vườn, lắp xích đu cho con gái vui chơi, hoặc giúp vợ chăm sóc cô công chúa nhỏ. Trước đó, công việc bán hàng online của nam diễn viên đã vướng phải phản ứng khá tiêu cực từ một bộ phận khán giả. Có người cho rằng Hoàng Anh là diễn viên hết thời, thậm chí có những bình luận chỉ trích gay gắt, xúc phạm nặng nề tới danh dự nhân phẩm của anh chàng. Mặc dư luận trái chiều, tài tử lên tiếng khẳng định Hoàng Anh buôn bán kinh doanh, làm ăn lương thiện, lo cho gia đình. Tôi không hại người gạt người, không bán thân, không bán rẻ lương tâm, mà sao chỉ trích tôi dữ vậy? Anh được nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ động viên bảo vệ. Nam thư bị xúc phạm, miệt thị bằng những lời dơ giấy, đại nghĩa đau lòng, rót mang nghiệp vào thân. Đại nghĩa không khỏi bất bình khi thấy nam thư bị cộng đồng mạng ném đá nặng nề như vậy. Sau khi thay thế Cát Tường làm MC chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Nam Thư đã gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Chẳng những bị chê bai ăn nói kém duyên, cô còn không đưa ra được lời khuyên có ích cho các cặp đôi tham gia chương trình. Ngoài những lời góp ý, mong muốn nữ diễn viên thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, thì cũng có không ít lời ném đá nặng nề. Bản thân Nam Thư cũng không nghĩ làn sóng phản đối của cộng đồng mạng lại mạnh mẽ đến như vậy. Thấy Nam Thư phải chịu những lời cay nghiệt từ phía khán giả, Đại Nghĩa đã không khỏi bất bình lên tiếng bảo vệ đàn em. Nam MC chia sẻ, nhìn thấy những lời chửi rủa mạt sát của một người lạ dành cho một đứa em đồng nghiệp, tự dưng thấy ngàn ngàn nước mắt cứ chực trào ra. Ai lỗi lầm chi với ai, ai giật vợ cướp chồng gì của ai, ai ăn giật ăn quỵt gì tiền của ai, vậy mình nỡ lòng nào buông ra những lời cay nghiệt dơ giấy, chửi từ cha đến mẹ người ta, chửi từ trên đầu chửi xuống, đọc mà cảm thấy xót lòng. Xúc phạm một con người bằng những lời lẽ miệt thị như vậy, liệu họ có vui không? Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Nếu thấy chướng mắt quá thì thôi góp ý cho người ta tốt hơn. Có ai sau một đêm mà thành vĩ nhân được ngay đâu,
Còn nếu không thì thôi, mình xem cái gì khác cho vui hơn vậy? Cớ sao cứ phải nói những lời cào xé như vào tim người khác vậy? Anh em đồng nghiệp đôi khi an ủi nhau, thôi kệ, cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Nói thì nói vậy, khuyên thì khuyên cho đỡ nặng lòng, chứ làm sao mà coi như không có gì cho được. Nghệ sĩ lúc vinh quang thì ngàn người tung hô, vạn kẻ trầm trồ, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, hào quang tan biến, chỉ còn là bóng tối vụt tắt một ngôi sao. Cũng chẳng lên tiếng kêu gào gì được với ai, chẳng thanh minh gì được cho mình, cứ đành ngậm đắng nuốt cay, giả như câm như điếc với bão giông dư luận. Lời nói chẳng mất tiền mua, câu này thời nay chắc đã không còn giá trị. Thôi thì em ơi, đã trót mang nghiệp vào thân, cũng đừng trách. Lẫn trời gần xa em nhé, thương em. Dù không trực tiếp nhắc đến Nam Thư, nhưng khán giả đều hiểu đại nghĩa đang nói đến MC mới của Bạn Muốn Hẹn Hò. Chính Nam Thư cũng vào và đáp lại tình cảm của đàn anh. Dạ anh, thương anh. Quyền Linh cũng nhanh chóng để lại bình luận. Đồng tình trước những lời của đại nghĩa, tuyệt quá Nghĩa ơi, thương em ấy quá. Trước đó MC Quyền Linh cũng đã bật khóc nói lời ý kiến của mình, mong mọi người đừng chỉ trích Nam Thư. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đều công nhận việc đại nghĩa nói là đúng và để lại những dòng đồng thời động viên Nam Thư. Đáp lại lời động viên của mọi người, Nam Thư cũng bày tỏ cảm ơn sự động viên của mọi người, Thư sẽ cố gắng. Trước đó Nam Thư còn công khai trên trang cá nhân những lời chửi rủa cô, nữ diễn viên kim MC cũng không ngại đáp trả lại. Tâm thư xúc động của Việt Hương lần đầu tiết lộ về con gái 9 tuổi. Ngày 19 tháng 5 trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương đăng một bức tâm thư dành cho con gái 9 tuổi, Eliza Phương Vi. Con gái Việt Hương tên là Eliza Phương Vi, năm nay 9 tuổi, sống ở Mỹ. Cô bé có nhiều nét giống cả bố và mẹ. Do công việc bận rộn ở Việt Nam, hai mẹ con rất hiếm có thời gian bên nhau dài ngày. Trên trang cá nhân, Việt Hương dành những lời khen dành cho con gái. Con là đứa bé dễ chịu nhất đối với mẹ, Eliza à. Sinh con tưởng là một mất một còn, nhưng mình đến với nhau thì con luôn là đứa bé dễ chịu vô cùng. Việt Hương xúc động chia sẻ, từ 2 tháng tuổi, con đã bay với mẹ đến giờ chắc 100 chuyến bay khắp nơi, nhưng không khóc hay gây khó chịu cho ai. Nuôi con khi sốt, con chỉ nói mẹ ơi con nóng, luôn nằm ngủ bất cứ nơi đâu không cần dỗ. Mẹ và bố đi diễn gửi cho ai, cũng nhận vì con rất biết thân phận ở nhờ. Theo lời kể, dù được sinh ở Mỹ, nhưng Eliza nói tiếng Việt rất tốt, hoàn toàn không bị ngọng. Từ hồi 5 tuổi, Eliza đã có thể đọc hết cuốn sách tiếng Việt lớp 1 và đánh vần xanh sỏi. Ngoài ra, con gái Việt Hương biết ăn cả món Việt Nam, kể cả mắm tôm, rau thơm các loại, biết nói tiếng Việt và viết thơ cho mẹ bằng tiếng Việt. Không chỉ vui mừng vì con giữ được những nếp sống của người Việt, Việt Hương còn tự hào kể về thành tích học tập con gái của mình. Mẹ mong con học trung bình là được, chưa bao giờ đòi hỏi con phải nhất lớp. Thế mà quyết định chuyển qua trường chuyên của con khiến bố mẹ suy nghĩ. Không đổi vì sợ con áp lực, nhưng nhà trường phải thuyết phục mẹ để con chuyển. Vì có lẽ là top 3 học tốt ở trường, mẹ hãnh diện vì con dung hòa giữa chơi và học, cô chia sẻ. Việt Hương cũng vui mừng với thành tích giành huy chương, một giải đấu tổ chức tại Bắc California, Hoa Kỳ của con gái. Đối với cô, Wushu là rèn luyện sức khỏe và một môn thể thao để con chơi cùng bạn bè anh chị. Không nghĩ rằng đây là môn con gái có thể mang về thành tích huy chương đồng. Mẹ vui lặng lẽ, nhìn hình con mà vui không sao tả hết. Mẹ luôn là người chúc con đi học vui nhé, chứ không chúc con học giỏi nhé. Vậy mà học chữ, học đàn, học võ con đều là mẹ rưng rưng vì không có mẹ bên cạnh thường xuyên, nhưng con luôn luôn là mẹ an tâm, Việt Hương xúc động viết. Lời kết trong chia sẻ xúc động của con gái, Việt Hương nhắc tới chồng của mình, nghệ sĩ Hoài Phương, như là người có ảnh hưởng rất lớn. Đến với con gái và những thành công trong đời sống cũng như việc học tập, cô nhấn mạnh, tất cả tố chất đó chắc con thừa hưởng từ bố con. Đông Nhi, ông Cao Thắng chuẩn bị kết hôn, im ỉm đặt may đồ cưới mà vẫn bị lộ. Đây quả thật là tin cực vui đối với fan của ông Cao Thắng và Đông Nhi, bởi họ đã chờ đợi gần 10 năm rồi. Nhắc đến Đông Nhi và ông Cao Thắng, điều khiến mọi người ấn tượng nhất đó chính là tình yêu đẹp đã kéo dài 10 năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ông Cao Thắng đã quyết định lui về để hỗ trợ Đông Nhi hết mình trên bước đường nghệ thuật. Hiện tại cả hai đã rất thành công, được nhiều người quý mến. Tuy nhiên điều mà khiến khán giả luôn đau đớn đó chính là cặp đôi mãi chẳng chịu làm đám cưới. Mới đây một fan đã phát hiện ra Đông Nhi chia sẻ lại khá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của mình và ông Cao Thắng trong suốt 10 năm vừa qua. Bên cạnh đó, Đông Nhi còn bình luận trên Facebook của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa bàn về vấn đề đặt váy. Chuyện này khiến nhiều người nghi ngờ rằng cặp đôi đang rục rịch chuẩn bị đám cưới trong năm nay.
Fan nghi ngờ Đông Nhi và ông Cao Thắng sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Các fan đều cho rằng họ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Loạt clip ngôn tình được Đông Nhi chia sẻ lại trong thời gian gần đây. Cách đây ít giờ, Đông Nhi còn đăng bức ảnh khi dùng app trẻ hóa mình và ông Cao Thắng. Nhiều người giục cặp đôi nhanh chóng cưới rồi sinh con đi. Còn đây là đoạn chat đặt may váy của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và Đông Nhi. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nổi tiếng thiết kế váy cưới đẹp cho các người đẹp trước đó như Lê Hà, Hoa hậu Thu Thảo. Đông Nhi và ông Cao Thắng lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Cách đây vài năm, cặp đôi bị bắt gặp đi thử đồ cưới, tuy nhiên đám cưới đã không được diễn ra.